Hôm nay ngày 11 tháng 5 kỷ niệm ngày Thánh Matthew Lê Văn Gẫm bị xử trảm. Chính từ dòng máu anh hùng tử vì đạo của thánh nhân mà hạt giống đức tin tại quê hương ngài là Long Đại, Gò Công. Nhiều người rất muốn biết hậu duệ hiện nay của Thánh Matthew Lê Văn Gẫm là những ai và tại sao giới doanh nhân Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn lại xin được chọn ngài làm thánh bổn mạng. Vâng, được chết vì đạo là điều tốt lắm. Có thể là câu trả lời khả dĩ nhất cho cả hai câu hỏi nêu trên. Nghĩa là hậu duệ của Thánh Matthew Gẫm ngày nay nhiều lắm. Điều này cũng có thể được hiểu và áp dụng cho tất cả những ai với tấm lòng rộng mở để sẵn sàng san sẻ và thật lòng cho đi. Nhờ đó, rất nhiều bạn trẻ sinh viên được nhận những suất học bổng quý giá, những mảnh đời thiếu thốn, bất hạnh được nâng đỡ tận tình. Và đặc biệt, cánh đồng truyền giáo ngày càng được mở rộng với những hoạt động phục vụ cho công cuộc loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô.